khoai sọ bà con. Khoai sọ bà con ta biết là khoai sọ nó rất tốt đúng không bà con? Nhưng mà không phải ai ăn vào cũng tốt. Bởi vì có những người có số bệnh thế này, và những người thế này ăn vào lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi cho chứng bệnh của mình, mà làm càng nặng thêm, xấu đi sức khỏe của mình. Đó là những người dị ứng. Nổi mề đay, chàm, hen, xiển, viêm mũi có đờm, trẻ em, người lớn tuổi, nổi chàm, bệnh gút. Những người này mong đừng ăn khoai sọ, bởi vì ăn khoai sọ vào lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi là người dị ứng. Nổi mề đay, chàm, hen, xiển, viêm mũi, có đờm, trẻ em, người lớn tuổi, nổi chàm, bệnh cái màu bệnh gút. Như vậy thì ăn vào nó lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi mà nó hại cho sức khỏe mình thêm. Mong rằng những người đó đừng ăn, còn lại là ăn được hết. Tốt cho tim mạch, ổn định cho huyết áp, làm tốt cho lưu thông máu. Chống lão hóa da, giảm béo, trị táo bón. Tốt không, tốt không, tốt không. Nhuận tràng, hỗ trợ bệnh thận. Tốt không, tốt không, tốt không, tốt không. Hỗ trợ cho bệnh mãn tính, tốt cho hệ tiêu hóa, tốt cho việc lão hóa da, tóc, giảm béo, suy nhược, cơ thể nóng trong người. Nhưng mà không phải tốt là ăn bao nhiêu cũng được đâu nha bà con. Chúng ta ăn chỉ một ngày, một ký bỏ vỏ, ăn 5 ngày là nghỉ một ngày. Ăn 5 ngày là phải nghỉ một ngày. Đó nha bà con, chúc bà con ta ăn khoai sọ vui vẻ mạnh khỏe bà con ơi. Xin chào, xin chào.